Kính thưa quý vị và các bạn, năm 2020, trong khi Việt Nam được cộng đồng quốc tế nể phục vì khả năng chống dịch và duy trì tăng trưởng nền kinh tế thì tại Indonesia, người láng giềng cùng ở trong cộng đồng ASEAN của chúng ta vẫn đang phải vật lộn với sự tàn phá của dịch bệnh và chứng kiến một năm với nền kinh tế suy giảm. Trong bối cảnh đó, liên tục trong năm vừa qua, Việt Nam luôn là chủ đề được nhiều cơ quan báo chí Indonesia mang ra phân tích, thậm chí mang ra so sánh để phê phán sự yếu kém trong việc đối phó với đại dịch và điều hành nền kinh tế. Tiêu biểu trong số đó là tờ The Jakarta Post với bài viết có tựa đề Học hỏi từ Việt Nam về cách xử lý Covid-19 và bài khống chế thành công đại dịch, kinh tế Việt Nam phục hồi mạnh mẽ. Việt Nam Hùng Cường, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung các bài viết nói trên. Việt Nam là một quốc gia năng động với rất nhiều câu chuyện thành công, có thể là tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu, đầu tư hay du lịch, mỗi khi bạn nói đến tên một lĩnh vực, sẽ lại có một câu chuyện thành công. Câu chuyện thành công mới nhất của họ là trong lĩnh vực y tế. Chúng ta nên học hỏi nhiều hơn từ Việt Nam về cách quản lý đại dịch một cách hiệu quả. Với 97,75 triệu dân và có đường biên giới dài với Trung Quốc, Việt Nam chỉ có 1.438 ca nhiễm COVID-19 và 35 ca tử vong tính đến ngày 25 tháng 12. Đây là một trong số ít quốc gia trên thế giới đã thành công rực rỡ trong cuộc chiến đấu chống lại virus corona mới. Trong khi đó, Indonesia chỉ có 7097 trường hợp mắc và 20.847 trường hợp tử vong, tính đến ngày 25 tháng 12, cao nhất ở Đông Nam Á và cao thứ ba ở châu Á sau Ấn Độ và Iran. Làm thế nào Việt Nam đạt được điều này? Thật ngạc nhiên khi thấy một quốc gia đang phát triển như Việt Nam có thể có một hệ thống y tế tốt hơn và cơ chế chính phủ hiệu quả hơn vào thời điểm mà hầu hết các nước phát triển đang phải vật lộn để đối phó với đại dịch COVID-19. Những yếu tố nào đã góp phần vào thành công của họ trong việc kiểm soát đại dịch? Có nhiều yếu tố để Việt Nam thành công. Đầu tiên là ứng phó sớm với đại dịch. Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Phạm Vinh Quang cho biết tại một cuộc họp báo cuối năm vào ngày 22 tháng 12 tại Jakarta. Theo đại sứ Việt Nam đã dự đoán chính xác tác động của đại dịch và hành động quyết liệt vào đầu tháng 1, ngay cả trước khi virus xuất hiện trong nước. Việt Nam đã báo cáo trường hợp COVID-19 đầu tiên vào ngày 23 tháng 1 và vào thời điểm đó, kế hoạch khẩn cấp của chính phủ đã có hiệu lực. Nhận xét về phản ứng nhanh của Việt Nam, một chuyên gia cho rằng đây là quyết định chính xác. Giám đốc Writes của đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, họ đã rất nhanh chóng hành động theo những cách có vẻ khá khắt khe vào thời điểm đó, nhưng sau đó được chứng minh là khá hợp lý. Trong bài phản ứng nghiêm túc, đã khiến Việt Nam trở thành nước thành công của virus như thế nào, đăng trên BBC ngày 15 tháng 5. Trong khi đó, Indonesia hoàn toàn không chuẩn bị cho COVID-19, xuất hiện lần đầu tiên vào ngày 2 tháng 3. Nước này đã xem nhẹ đại dịch. Chưa kể rằng, ngay cả trước khi đại dịch xảy ra, hệ thống y tế của nước này cũng dối ren với không đủ giường bệnh, các bác sĩ, y tá và phòng thí nghiệm. Tờ Bưu điện Jakarta đưa tin vào tháng 6 rằng Tổng thống Joko Widodo đã chỉ trích Bộ Y tế khi đó do Terawan Agus Buchato đứng đầu, vì chi tiêu thấp cho y tế cộng đồng trong cuộc đấu tranh ngăn chặn đại dịch bùng phát tại địa phương. Terawan cũng đã bị chỉ trích rộng rãi vì kỹ năng giao tiếp kém và Tổng thống Jokowi đã thay ông ta vào thứ tư tuần này bằng Budi Gunadi Sadikin, người từng đứng đầu Ủy ban Phục hồi Kinh tế Quốc gia. Bài học từ Việt Nam, Đại sứ Phạm Vinh Quang cho biết, Việt Nam đã thực hiện một số biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh kể từ tháng riêng Chúng tôi đã thực hiện các chính sách ngăn chặn ở các khu vực bị ảnh hưởng. Chúng tôi cũng đã đóng cửa biên giới và hạn chế việc đi lại đối với người dân. Các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt đã được thực hiện. Chúng tôi không đóng cửa toàn bộ đất nước, chỉ những khu vực bị ảnh hưởng bị phong tỏa. Ông nói, các chính sách của chúng tôi về Covid-19 cũng minh bạch, hiệu quả về chi phí. Việt Nam được đánh giá cao vì đã đưa ra quyết định nhanh chóng, thông điệp đặt sức khỏe cộng đồng lên trên lợi ích kinh tế đã phát huy hiệu quả và tích cực truy vết ngay từ ngày đầu tiên. Việt Nam đã được ca ngợi vì đã ngăn chặn sự bùng phát tại địa phương bằng cách thực hiện một cách tiếp cận, chủ động trong việc ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, ngay cả trước khi trường hợp đầu tiên xuất hiện trong nước. Tôi nghĩ người Việt Nam tuân theo các hướng dẫn của chính phủ, họ lắng nghe chính phủ của họ, Kết quả là COVID-19 đã được ngăn chặn một cách hiệu quả ở đó. Suha Mono, một nhân viên tư nhân ở Tây Jakarta, nói với tờ Jakarta Post hôm thứ Tư. Thông tin liên lạc đóng vai trò quan trọng đối với phản ứng COVID-19 của Việt Nam. Chính phủ của chúng tôi đã gửi tất cả các thông tin về COVID-19 và các biện pháp phòng ngừa thường xuyên tới tất cả các điện thoại ở Việt Nam. Thông tin này có thể dễ dàng đến với người dân ở cơ sở. Người dân hoàn toàn tin tưởng vào chính phủ. Đại sứ Phạm Vinh Quang cho biết, Việt Nam và Indonesia đã nhất trí hợp tác để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Trong khuôn khổ song phương, hai nước đã thực hiện các bước hỗ trợ lẫn nhau và chia sẻ kinh nghiệm đối phó với dịch bệnh trên tinh thần đoàn kết và tình bạn. Việt Nam cũng đã hợp tác chặt chẽ với Indonesia trong khuôn khổ ASEAN đa phương. Việt Nam trong vai trò chủ tịch ASEAN 2020 đã tích cực phối hợp với Indonesia tổ chức hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN, giữa ASEAN và các nước đối tác Đông Á các cuộc họp cấp bộ trưởng đặc biệt và các cuộc họp liên quan khác để thảo luận về các biện pháp ứng phó với đại dịch. Ông nói thêm, tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, hai nước cũng đã cùng thúc đẩy việc thông qua các nghị quyết liên quan về hợp tác chống đại dịch. Hiện tất cả các quốc gia đang tìm kiếm vaccine COVID-19 để ngăn chặn đại dịch. Indonesia, với tư cách là nhà lãnh đạo thực tế của ASEAN và Việt Nam, Chủ tịch ASEAN sắp mãn nhiệm phải cùng nhau thiết kế một kế hoạch phối hợp phân phối vaccine để không ai bị bỏ rơi. Phản ứng với virus mạnh mẽ giúp nền kinh tế Việt Nam vượt qua đại dịch. Trong khi nhiều quốc gia phương Tây đang kêu gọi người dân ở nhà, người Việt Nam đã có thể đổ xô đến những bãi biển tuyệt đẹp khi chính phủ cố gắng tạo cơ hội cho ngành du lịch trong nước. Có những lo ngại nghiêm trọng đối với nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu của Việt Nam khi nhu cầu về quần áo, giày dép và điện thoại thông minh sụt giảm tại một số thị trường lớn nhất bao gồm Liên minh châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhưng hóa ra xuất khẩu vẫn giúp thúc đẩy tăng trưởng trong năm nay, ông Thành nói. Đó là bởi vì Việt Nam có thị trường xuất khẩu rất đa dạng, không phụ thuộc vào bất kỳ thị trường cụ thể nào. Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam, các lô hàng xuất khẩu đến Trung Quốc đã tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm ngoái trong 9 tháng đầu năm. Nhu cầu đối với nhiều mặt hàng được sản xuất tại Việt Nam, chẳng hạn như đồ điện tử gia dụng, đồ nội thất văn phòng, máy tính và TV đã tăng vọt trong thời gian đại dịch do mọi người buộc phải ở nhà trong thời gian giãn cách xã hội. Điều đó có nghĩa là ngay cả khi không đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,8% trong năm nay, nền kinh tế dự kiến vẫn sẽ tăng 2,4%. Quỹ tiền tệ quốc tế cho rằng Việt Nam sẽ là một trong những nền kinh tế tốt nhất trên thế giới. Quỹ này đã dự báo mức thu hẹp toàn cầu là 4,4%. Các nhà quan sát cho biết Việt Nam cũng được hưởng lợi từ các cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, khi các công ty như Apple tìm cách chuyển chuỗi cung ứng của họ để tránh thuế quan. Xuất khẩu của nước này sang Hoa Kỳ tăng khoảng 25% lên 54,7 tỷ đô la Mỹ trong 9 tháng đầu năm. Tuy nhiên, việc vắng bóng du khách nước ngoài đã giáng một đòn mạnh mẽ vào ngành du lịch. Cô Đô Huế được UNESCO công nhận, vốn nổi tiếng với du khách nước ngoài, giờ hầu như không có du khách. Sở du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết 80% khách sạn đã đóng cửa, trong khi 8.000 người mất việc làm. Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Nguyễn Văn Phúc nói với AFP, chúng tôi đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề vì đại dịch. Đó là một câu chuyện nghiệt ngã tương tự ở Hà Nội, nơi ông chủ khách sạn Nguyễn Đình tới nói đơn giản rằng du lịch đã chết. Ông tới, người điều hành các khách sạn ở khu phố cổ Hà Nội, Vịnh Hạ Long và Sapa cho biết, chúng tôi đã sống sót sau đại dịch SARS, cơn bão tài chính năm 2009, 2010, nhưng bây giờ, tình hình thật khó tin. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam ít bị ảnh hưởng hơn so với các nước phụ thuộc vào du lịch khác trong khu vực như Thái Lan nơi IMF dự đoán nền kinh tế sẽ sụt giảm 7,1% trong năm nay. Ông Thanh cho biết, chính phủ cũng đã hỗ trợ nền kinh tế bằng cách đầu tiền vào các dự án cơ sở hạ tầng như cầu đường. Ông nói, điều này tạo ra nhu cầu bổ sung, bù đắp cho COVID và sự suy giảm trong tiêu dùng hộ gia đình, và nó cũng tạo ra việc làm. Đầu tư công trong 11 tháng đầu năm 2020 tăng 34%, cao nhất trong 9 năm, chính phủ cho biết. Adam McCarthy, chuyên gia kinh tế trưởng của Mekong Economics, có trụ sở tại Hà Nội, cho biết chiến thắng của Việt Nam trong năm nay có thể dẫn đến những lợi ích trong năm tới. Ông nói, cách xử lý virus corona đã gần như khiến Việt Nam nổi tiếng khắp thế giới, đồng thời cho biết thêm rằng nó đang báo hiệu cho các công ty lớn ở nước ngoài rằng họ nên có cái nhìn khác về Việt Nam.